bán gì khen đấy ha bữa ông anh bán atemia sẽ khô thì khen atemia nó dinh dưỡng ngang cám trộn và atemia ấp nở giờ anh này không bán lại chê không bằng cám trộn ok hôm nay mình sẽ so sánh bốn loại thành phần bên dưới đây đâu là loại thức ăn dinh dưỡng phù hợp với các bảy mọc từ bên trái qua chúng ta có hai loại atemia sẽ khô 50 và 80 g tiếp theo là cám trộn và atemia ấp nở ở đây mình dùng atemia lon vàng trung quốc mình sẽ phân tích rõ màu sắc kết cấu, dinh dưỡng và giá thành của từng loại thức ăn. Đầu tiên là cặp đôi Atemi xé khô, hũ 50g thì Atemi mỏng dẹt có mùi thơm giống như đã trộn thêm cám. Ngược lại hũ 80g hạt Atemi tròn đều, màu vàng đậm, mùi khá tanh, có khả năng không trộn thêm vụ da như loại kia. Cả hai loại này có thể cho ăn trực tiếp mà không cần ấp phù hợp với cá size 2 tuần tuổi trở lên. Còn cá con mới đẻ mà ăn Atemi xé khô thì đúng là mùi đốt inox cá rất lâu lớn bởi là đồ khô, chậm hấp thu dinh dưỡng lại không cao, được cái là giá mềm, chỉ vài chục, Tạm chấp nhận ha. Tiếp theo là cặp đầu cám trộn Artemia ấp nở, cám có mùi thơm, hạt tơi, độ đạm đạt khoảng 50 đến 55%, dinh dưỡng khá cao, giúp cá tiêu hóa tốt, mau lên màu là những ưu điểm của cám trộn. Còn Artemia ấp nở là loại thức ăn vượt trội so với phần còn lại. Từ cá bảy màu con mới đẻ cho tới cá trưởng thành đều có thể ăn được dạng Artemia này. 60 tới 70% đạm, dễ tiêu hóa, màu kích màu đuôi, đặc biệt là giúp cá con mau lớn cực kỳ nhanh là những gì Artemia tươi ấp nở sở hữu. Tuy nhiên giá hơi cao và phải có bộ ấp thì mới sử dụng được loại thức ăn này và nếu chỉ so về dinh dưỡng thì không có gì để bàn cãi cả đứng đầu sẽ là Atemi ấp nở còn áo quân chính là cám trộm chứ không phải Atemi sẽ khô đâu nha